Xin chào các bác, mến chào các bác trở lại với kênh Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác cái cây xạ đen ở trong vườn nhà em đã đến tuổi khai thác. Và em sẽ giới thiệu cho các bác cái quy trình để sản xuất ra cái lá xạ đen mà em vẫn cung cấp cho các bác suốt 10 năm qua. Đây là cái cây xạ đen được trồng trong vườn dược liệu nhà Tây Bắc Ngọc Hoa. Thì cái vấn đề của cái cây xạ đen này là chúng ta sẽ phải trồng đến một cái lứa tuổi nhất định. Ví dụ như tuổi thân cây nó bằng cái ngón tay này, là chúng ta sẽ chặt mang về băm nhỏ phơi khô. Thì cái quá trình này thì nó cũng rất là vất vả các bác ạ. Bởi vì xạ đen này là một trong những cây được trồng chăm bón theo phương pháp hữu cơ, tức là sử dụng các loại phân bò mục để bón thôi chứ không sử dụng phân hóa học. Chính vì vậy mà nó rất là sạch và nó rất là an toàn. Thì em sẽ khai thác hướng dẫn các bác cái cách sử dụng cái cây xạ đen như thế nào để cho nó đúng cách để chúng ta hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như là u gan, xơ gan, ung thư gan, gan nhiễm mỡ, men gan tăng. Và đặc biệt là những người hay bia rượu thì gan nó bị nóng, cho nên uống xạ đen này nó rất là tốt. Uống có thể thay nước hàng ngày, chúng ta sử dụng thay nước hàng ngày uống thì nó khá là hiệu quả. Em sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bác ở cái phần sau của video này về cái cách sử dụng. Còn trước mắt thì em sẽ hướng dẫn các bác cái quy trình sản xuất, quy trình thu hoạch cái cây xạ đen này để làm dược liệu nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ chặt, thân nó khá to cho nên phải dùng con dao mới chặt được các bác. Đây, chặt đây các bác này. Trong quá trình chặt mà có cỏ rác như thế này này, chúng ta nhặt hết đi. Đấy, xếp ở đây, chặt tận gốc nhá, để sau nó lên lứa sau. Sau khi chặt là chúng ta sẽ bón phân bò mục vào đây để cho nó lên lứa sau thì nó sẽ được mập. Còn các bác cắt cái phần trên không là xong, nó lên lứa sau là nó rất là kém. Bởi vì xạ đen là dùng cả thân và lá mà, lá nhiều hơn thân. Cái lá xạ đen này nó có cái búp màu tí tía này. Và cái phần non của nó nhá, phần non của nó là nó có răng cưa. Cái phần lá non ấy nó có răng cưa. Và sau khi nó già rồi thì cái răng cưa chúng ta gần như là không nhìn thấy nữa. Đây, phần non này nó có lá nó có răng cưa nhẹ nhẹ này. Đấy, đấy các bác nhìn này. Và cái lá xạ đen này khi phơi khô giòn ấy, nếu mà văn nó sẽ bị vụn nha các bác nhá. Đây cái vườn xạ đen nhà em này. Nếu mà cái mùa lạnh ấy, tầm tháng chạp, tháng giêng ấy mà nó lạnh thì cái ngọn này nó sẽ tía nhiều. Còn sang đến mùa hè thì cái ngọn này nó sẽ chuyển dần sang xanh, nó sẽ không còn tía nữa. Mà nhất là khi nó già thì nó xanh hẳn, nó không còn tía nữa nhé các bác nhá. Đây, những cái ngọn non thì nó vẫn còn tía này. Đấy, đây đang chặt xạ đen này các bác này. Đấy, xạ đen trong trồng trong vườn của dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa nhé. Cái xạ đen này thì hiện tại được sử dụng để nấu nước chữa các bệnh về gan, giải độc gan, viêm gan, xơ gan, u gan, gan nhiễm mỡ, men gan tăng. Khi mà cây nó tầm như thế này, nó già rồi thì bắt đầu khai thác nha các bác nhé. Trồng xạ đen này thì nó sẽ đảm bảo cái nguồn cung rất là dồi dào luôn. Nếu các bác cần lá xạ đen khô thì liên hệ bên em Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa qua số điện thoại 0984944365 nhé. Hàng rất là đảm bảo, ok luôn. Đây là quá trình băm cái xạ đen này các bác nhé. Đây, xạ đen băm tay này. Xạ đen sau khi chặt vườn về, và chúng ta sẽ tiến hành băm để phơi nắng. Các bác mà làm xạ đen thì các bác lưu ý là chúng ta phải phơi nắng nhé, lúc nào có nắng thì hãng chặt. Không là cái xạ đen này mà nó dính nước mưa hoặc là sương ấy là nó sẽ bị thâm ngay, bởi vì là nó có cái nhựa. Thì nhựa này nó gặp nước hoặc gặp sương, gặp mưa là nó thâm ngay, cho nên là buổi tối khi mà các bác phải thu vào chỗ có mái che nhá. Để nó dính sương là nó sẽ thâm đấy. Hoặc dính nước mưa nó sẽ thâm. Hoặc là chúng ta rửa lại, phơi khô nó cũng sẽ thâm. Nó không còn xanh, nó không còn xanh đẹp như là cái lúc mà chúng ta phơi được nắng nữa. Phơi là phải phơi nắng mặt trời. Và xạ đen thì thường thường ít người ta sấy lắm, đa phần là người ta phơi nhá. Sấy một phần là tốn nguyên liệu, dẫn tới cái việc là tăng chi phí.
thứ hai là nó có thể gây cháy, và thứ ba là nó sẽ thâm, nó không được xanh đẹp như là chúng ta phơi nắng. Cái sải đen khi mà phơi khô dưới ánh nắng mặt trời nó sẽ có cái màu như này, cái màu khá là xanh nhé, vẫn giữ được cái sắc tố diệp lục của lá, nó không bị thâm đen. Còn riêng cái cây sả đen này này, nếu mà chúng ta rửa lại và phơi thì nó sẽ thâm nhé các bác nhé. Đấy, đấy là các bác sẽ phân biệt được hàng mới và hàng cũ, hàng phơi nắng và hàng sấy nó như thế nào. Nó vẫn phải có cái màu xanh của diệp lục như thế này, này. Nhìn nó khá là xanh. Và đặc biệt là cái sả đen khi mà chúng ta phơi giòn ấy, nắng giòn như thế này này. Chúng ta vặn nhé, vặn như này, nó vụn này. Đây các bác nhìn này, nó vụn này. Còn khi nó ỉu rồi, tức là nó qua đêm hoặc là để vài ngày rồi nó không còn vụn được như này nữa. Như chúng ta mang ra phơi giòn lên, nó lại vụn như này. Đấy. Nếu mà các bác muốn tìm hiểu thông tin về cái cây sả đen này thì các bác hãy truy cập website dược liệu365.com và có thể kết nối qua Zalo số điện thoại 0984944365, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa có đăng ký kinh doanh. Trên màn hình là giấy phép kinh doanh, có nộp thuế về nhà nước, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm về các loại sản phẩm dược liệu bên Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa cung cấp ra thị trường nhé các bác nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ trực tiếp hướng dẫn các bác cái cách sử dụng cái lá sả đen này để hỗ trợ điều trị cho những người bị bệnh gan nhé. 30g cho một lần nấu với 1,5 lít đến 2 lít nước, đun sôi để nhỏ lửa khoảng 20 phút là sử dụng được. Đấy, 30g nó khoảng từ này. Mình sẽ mang vào nấu cho các bác xem nhé. Đây là 1kg sả đen, nó sẽ như thế này này các bác này. Đấy, 1kg nhé. Thì 1kg này các bác có thể sử dụng được từ 20 đến 30 ngày. Nếu các bác mỗi một lần nấu nửa lạng, tức là 50g thì sẽ sử dụng 20 ngày. Nấu khoảng độ 30g thì chúng ta sẽ sử dụng được 30 ngày. Đây là một bịch hàng 1kg này. Đấy, 1kg này các bác nhìn này, nó bằng này. Đấy. Thì mình sẽ lấy khoảng 30g. Mình sẽ nấu nước cho các bạn xem. Trước tiên là chúng ta sẽ cho vào chúng ta rửa nhé. Đấy, các bác rửa qua cho nó hết những cái bụi, những cái cặn. Đấy, rửa qua bằng nước sạch, nước mà chúng ta hay rửa rau ấy. Đấy, các bác rửa qua như này cho em. Đấy. Các bác cho vào cái nồi như thế này. Bác cho nước vào, cho khoảng độ 1,5 lít đến 2 lít nước nha các bác nhé. Đấy, 1,5 lít đến 2 lít nước. Cái bếp này. Em nấu trên bếp từ. Nấu trên bếp từ để cho nó. Ở đây bếp từ của em thì nó có cả chức năng hẹn giờ. Ví dụ em muốn nấu 20 phút thì em có thể bật 20 phút. Muốn nấu 15 phút thì bật 15 phút để khỏi phải căng thời gian. Đây. Chúng ta cứ nấu thế này thôi. Đợi sôi 15 đến 20 phút là có thể sử dụng được. Chúng ta có thể sử dụng nóng bằng cách là cho vào cái phích giữ nhiệt hoặc là cho vào tủ lạnh để sử dụng. Ok nhé các anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đợi để cho khi nào nó sôi và rót ra cho anh em xem cái nước nó có cái màu như thế nào. Sau khi chúng ta nấu sôi như này thì chúng ta sẽ cho nó nhỏ lửa, nếu mà bếp ga. Còn bếp từ này thì chúng ta sẽ hạ nó nhỏ xuống để lưu diêu trong vòng 20 phút nhé các bác nhé. Múc ra cho các bác xem là cái nước nấu ra nó sẽ như thế nào. Đây cái nước nó sẽ như thế này, nó khá là dễ uống nha, nó không đắng đâu các bác nhé, nó không hề đắng nhé, rất là dễ uống. Đấy, uống nóng hoặc uống lạnh đều được nhé các bác nhé. Đấy, đấy là quá trình mà chúng ta có thể sử dụng cái sả đen này để chữa bệnh gan nhé các bác nhé. Và xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip trên kênh Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa, giới thiệu về cái quy trình sản xuất chế biến cái cây sả đen và cũng như cái cách sử dụng cây sả đen. Hy vọng là clip này sẽ giúp ích được cho các bác. Các bác hãy đăng ký kênh Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa và nhấn thích video để ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.